Chào các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay sau khi đón 4 đơn hàng xong thì bây giờ anh Phi sẽ làm tem cho đồ chơi Rubik đây. Và đây là những Rubik đang hiện có tại anh Phi, tại cửa hàng Abo thì anh Phi cũng đã làm nhiều clip về nó rồi. Vì các bạn có một cái ý là các bạn nói anh bán hàng fake, anh buồn lắm. Không phải hàng fake nha các bạn. Anh Phi nói rõ hàng này là dòng hàng bình dân, giá nó ở mức bình dân. Nhưng mà các bạn lại nói là Muzu và QG có những hàng rất là rẻ, chơi rất là ngon. Ngày hôm qua anh có cầm con Muzu giá mua, các bạn mua đâu ở trên Shopee, bạn mua trên Shopee anh Huy cầm rồi. Cái chất lượng con 33 nó không hơn con chất lượng 33 của anh Huy đâu nha. Bởi vì dòng hàng bình dân, giá bình dân thì chất lượng nó cũng bình dân. Mà chất lượng bình dân thì nó cũng như nhau thôi các bạn ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ không cãi với các bạn và không tranh luận với các bạn những điều đó nữa, mà anh Phi đang bổ sung thêm Rubik cho khu vực quận 4. Đấy là bằng chứng là cửa hàng Abo đang về thêm. Đây là Rubik 44, Rubik 44, rồi Rubik Megamin 33, rồi Rubik Megamin 22, rồi Rubik Megamin 22 màu viền đen, cái này 22 màu. Đây 22 màu nó nằm ở dưới này nữa các bạn. Rồi Rubik 55, rồi Rubik 66, Rubik 22, rồi Rubik 3 và cộng thêm cục. Ha, những cái cục này anh Phi khui ra rồi mà anh Phi chưa biết nó làm gì các bạn. Các bạn giúp anh Phi coi cái cục này làm gì. Anh Phi nghĩ là nó tháo ráp ra được á, tại vì nó là từng cái mảng màu. Và còn những cái Rubik khác nữa đang nằm ở trên này, chẳng hạn như Rubik tam giác, rồi Rubik kim tự tháp, rồi Rubik ngôi sao, Rubik hình tròn, rồi Rubik cắt cạnh, rồi đủ thứ Rubik hết các bạn ha. Các bạn có ủng hộ anh Phi thì ghé vào 349 Tôn Đản, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh để mua trực tiếp. Còn các bạn cần gửi hàng thì anh Phi không đăng cái này trên Shopee đâu, bởi vì số lượng hàng anh Phi không có giữ được, cho nên đó là anh Phi sẽ không đăng Shopee. Các bạn cứ Zalo cho anh Phi theo số 0907902742 để anh Phi gửi mẫu cho các bạn và gửi hàng cho các bạn. Nhưng mà anh Phi báo trước là phải được sự cho đồng ý và cho phép của ba mẹ anh Phi mới gửi hàng nha. Và các bạn có nói gì thì anh Phi cũng gặp ba mẹ thôi ha. Các bạn đừng nói ba mẹ cho phép rồi, không có đâu, anh Phi cũng sẽ gặp ba mẹ để duyệt đơn cho các bạn nha. Rồi phải được sự đồng ý của ba mẹ anh Phi mới dám gửi, còn nếu không anh Phi không dám gửi đâu. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn.